diễn ra bận rộn bên những câu chuyện thật náo nhiệt. Tôi sẽ ẩn náu ở một địa chỉ nào đó khoảng cái nóng mùa hè và cho bạn biết những gì thú vị ở đã ăn chơi các bạn trẻ. Và tôi sẽ ngồi với bạn ta cùng thưởng thức cốc trà chanh, kể cho bạn nghe những gì mà người nổi tiếng đang tranh giành. Những bước dọc trong người sẽ theo dòng nước trôi qua nhanh. Yo, xin chào. Yeah, xin chào. Ai đi? Xong chưa? Ngặt nhẽo thế nào? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trà Chanh. Và sau đây sẽ là bản tin Trà Chanh chém gió của chúng tôi. Ngày hôm nay thì có một thông tin vô cùng quan trọng mà chúng tôi muốn gửi tới. Con chó ngã kia. Đâu? Kia. Đâu? Kia nhìn đi. Xin chào quý vị. Hôm nay mình phải chia sẻ một tin rất buồn với bạn. Một thành viên của nhóm Backstreet Boys tên là Kevin Richardson vừa tử trận vào ngày hôm qua. Dama sẽ tổ chức ở trong một nuôi rất cao với rất nhiều bạn bè vui. Này. Thưa quý vị và các bạn, AD vừa mới chém gió đấy ạ. Backstreet Boys hội ngộ Kevin Richards để kỷ niệm 20 năm đi hát của họ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem tin của chúng tôi. AD! Yes! Nhóm nhạc đường phố nổi tiếng của Mỹ Backstreet Boys sẽ tái hợp thành viên cũ Kevin Richardson trong chương trình Good Morning America vào tháng 8 sắp tới và chuẩn bị cho album đánh dấu 20 năm đi hát của nhóm. Kevin rời Backstreet Boys được 6 năm nay nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong nhóm và thi thoảng tất cả vẫn hay đi diễn cùng nhau. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi được đưa người anh cả trở lại với nhóm. Các thành viên của Backstreet Boys cho biết từ tháng 3 năm 2011, Backstreet Boys đã thực hiện chương trình lưu diễn thế giới với tên gọi This Is Us, trong đó có 2 buổi biểu diễn tại Việt Nam và được khán giả ủng hộ hết sức nhiệt tình. Album mới của Backstreet Boys đang được thực hiện tại một phòng thu ở London, nước Anh với nhà sản xuất Martin Terefe. Chúng tôi đều đã thống nhất và muốn album này sẽ tạo nên những kỷ lục mới, Kevin hào hứng chia sẻ. Album mới có sự góp mặt đầy đủ của 5 thành viên, dự kiến sẽ phát hành vào mùa xuân năm sau. Cũng vào dịp Backstreet Boys được gắn một ngôi sao trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Xin chào quý vị, hôm nay sẽ có một phim Ice Age 4. Một phim rất hot ở bên Mỹ, đã được qua phim Người Nhện, không nhớ lại nhưng mà không sao, Người Nhện. Xin mời các bạn cùng xem. Vâng. Vượt qua Người Nhện, phần 4 của loạt phim hoạt hình vui nhộn IS có tên là Continental Drift đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Theo thống kê, bộ phim hoạt hình mới nhất của hãng 20th Century Fox đã thu về 46 triệu đô la trong dịp cuối tuần đầu tiên sau khi ra mắt. So với phần 3, Continental Drift, tạm dịch là Lục Địa Trôi Giạt, có doanh thu khả quan nhưng vẫn kém so với thành tích ấn tượng của phần 2, The Man Down, với số tiền thu về lên tới 68 triệu đô năm 2006. Vâng, Kỳ Băng Hà 4 là một bộ phim quá tuyệt vời. Mới chỉ xem trailer thôi mà tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đúng là một bộ phim quá đỉnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một nam ca sĩ vô cùng điển trai. Và anh ta có một cô người yêu, đó chính là một cô phù thủy vô cùng xinh gái tên là Selena Gomez. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết chàng trai mà tôi muốn giới thiệu là ai rồi phải không ạ? Vâng, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các ngôi sao dưới 30 tuổi kiếm được nhiều tiền nhất thế giới năm 2012. Nam ca sĩ trẻ Justin Bieber, người được gọi là chàng hoàng tử của âm nhạc thế giới với tổng thu nhập trên 55 triệu đô la Mỹ. Anh chỉ đứng sau ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift, nhưng là cái tên trẻ tuổi nhất và là gương mặt nam duy nhất trong top 5 của danh sách này. Tạp chí Forbes căn cứ vào thu nhập từ nguồn phát hành các sản phẩm âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo mà nghệ sĩ thu được trong vòng 12 tháng qua. Đứng trong danh sách còn có những nghệ sĩ trẻ khác như Rihanna, Lady Gaga. Justin Bieber hiện đang có chuyến lưu diễn tại nhiều thành phố của Australia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
같지 않다던 네 말 모두 틀린 말은 아니야 나도 변해버린 내가 낯설기만 해 너무 착한 너네 Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là ca khúc của một ban nhạc Hàn Quốc gồm 4 thành viên nữ vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mới nhất của ban nhạc này. Bóc được chưa? Bóc đi. À! Nhóm nhạc nữ 2NE1 phát hành MV cho ca khúc mới I Love You, đánh dấu cho sự trở lại lần này của nhóm. Video hé lộ một sự lột xác hoàn toàn của 4 cô gái trong cả âm nhạc và phong cách thời trang. Lần đầu tiên, một nhóm nhạc nữ thể hiện một ca khúc Electronic Pop kết hợp với Chart, một loại nhạc truyền thống Hàn Quốc. Hiện tại, ca khúc này đang có mặt trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở châu Á. Trong thời gian tới, 4 cô gái tài năng CL, Minzy, Dara và Bom cũng đang chuẩn bị cho chương trình New Evolution. Đây sẽ là tour lưu diễn thế giới đầu tiên của ban nhạc nữ mang tính biểu tượng K-pop nhằm đem 2NE1 đến gần hơn với người hâm mộ trên khắp Nam Châu. Nhiều kỳ vật của các ngôi sao điện ảnh và ca nhạc nổi tiếng thế giới đã cùng xuất hiện trong một phiên đấu giá tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Chiếc guitar điện tử của ca sĩ lừng danh Eric Clapton, đôi găng của võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali, chiếc mũ của Freddy Krueger là những hiện vật nổi bật trong lần đấu giá này. Chủ nhân của bộ sưu tập quý giá là ông Carlos Roca, một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng ở khu vực Nam Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Đây là một phần trong kho sưu tầm khổng lồ gồm gần 1.000 hiện vật quý mà ông Carlos Roca dự tính sẽ bán hết trong 3 phiên đấu giá vào tháng 7, tháng 11 năm 2012 và tháng 1 năm 2013. Bộ phim hài tình cảm Mỹ Step Up Revolution sẽ ra mắt các phòng chiếu ở Mỹ từ giữa tháng 7 và ra mắt tại Việt Nam từ ngày 3 tháng 8 tới đây. Chuyện phim xoay quanh nhân vật chính là Emily, một tiểu thư giàu có nhưng đam mê vũ đạo. Cô rời gia đình tới Miami, cái nôi của điệu nhảy đường phố Flash Mob, để theo đuổi ước mơ của mình. Cùng với Flash và những vũ công khác, Emily đã quyết tâm đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà chung và niềm đam mê của họ. Với sự xuất hiện của những gương mặt diễn viên trẻ mới như Kathleen McCormick, Ryan Goodman, bộ phim được đánh giá là một trong những món quà giải trí hấp dẫn cho giới trẻ trong mùa hè năm nay. Bella, sao ở khách sạn cho mát lại chui vào rừng? Hãy trả lời em đi. Tại sao anh lại gặp với Huyền Lizzy, MC của chương trình Trà Tranh? Nó vừa gầy, vừa xấu, vừa đen. Chỉ được cái mác là hot girl thôi. Nếu nói về độ gầy, thì em còn gầy hơn nó ấy. Thôi không nói chuyện gầy nữa. Em đã bắt gặp anh. Đi với nó uống Trà Tranh ở phố nhà thờ. Anh có dám chối không? Em nhìn nhầm rồi. Anh uống cà phê, chứ không phải uống Trà Tranh. Em lại ghen vớ vẩn rồi. Thôi, anh đi chơi đây. Anh đứng lại. Hơi một tí là ghen, hơi một tí là ghen. Cứ sống thế này thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Anh xuống đây nói chuyện với em. Không xuống, tôi cứ bay là trên này đấy. Giỏi tìm đi. Xuống đây. Đây này. Mà em cứ ghen thế này thì anh sẽ đổ sạch cả cái rừng này cho em xem. Đây. Ơ kìa, đang cãi nhau sao lại ra sưởi nắng? Có việc. Mà thôi, anh cũng nói luôn cho em biết đi này. Hôm đó cũng chỉ vì uống cà phê mà bây giờ anh bị ngộ độc người như thế này đây này. Người anh ra toàn vào. Anh Edward đẹp quá. Nhưng mỗi lần anh cử động, anh đầu vãi. Em thấy đẹp mà. Em đừng có khen đều. Đọc lắm. Mà thôi, em đi với anh có việc. Đi đâu hả anh? Ra cửa hàng vàng. Anh bảo người ta lấy máy khò gỡ vàng trên người anh ra. Nhưng anh ơi, sáng nay vàng lại xuống giá nữa rồi. Thế thì mới phải nhanh. Nào, lên đây anh cõng tôi nhanh. Nhưng anh ơi, em còn phải về nhà xem Trà Tranh chiếu lúc 19 giờ trên V6. Đừng lo, sẽ phát lại vào lúc 23 giờ. Gỡ hết vàng, anh sẽ đánh cho em một cái nhẫn thật to, yên tâm. Huyện, qua đây. Ngồi đây. Cái gì đấy, cái gì đấy? Anh có một môn mới, nghệ thuật mới rất hay. Ảo thuật mới à? Không, không, cứ bình tĩnh. Một cái nữa. Đây đấy. Đẹp không? Cái gì đẹp? Đây là nghệ thuật mới mà. Tranh xẻ giấy. Tranh xẻ giấy á? Ừ.
tài ra, nghệ thuật mới mà. Đây giới thiệu nghệ thuật này ở trường Giachi của bạn. Này đi, em hỏi thật nhá, thế hè này anh đã đi biển chưa? Chưa. Đi tắm biển đi. Chưa. Thế thì em khuyên anh một câu chân thành là anh nên đi tắm biển ngay và luôn, kẻo muộn. Làm gì? Tại vì anh dẫn nhạt quá cô. Anh đi tắm biển thì dẫn cho nó mặn thêm một tí, ok? Với nguyên liệu đơn giản, với thời gian ít ỏi, với trình độ thẩm mỹ không cần ở mức cao, bạn đã có ngay một bức tranh treo phòng thể hiện cá tính, thể hiện tình yêu, thể hiện sự sành điệu. Hãy đến lớp học tranh xe giấy tại nhà họa sĩ cô giáo Nguyễn Thị Phi Loan, địa chỉ khu Mỹ Phước, Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trà Chanh, chương trình giải trí cuối tuần với nhiều chuyên mục hấp dẫn, được sáng tạo theo phong cách trẻ trung, dí dỏm và mang phong cách hiện đại. Trà Chanh có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng được yêu thích. Đến với Trà Chanh, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những góc nhìn đa dạng về cuộc sống, tình yêu và những đam mê trong đời sống giới trẻ. Hãy biến cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn bằng những giây phút thư giãn cùng bạn bè, người thân. Và cùng chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống với những câu chuyện hài hước, giải trí cuối tuần Trà Chanh. Nhiều bộ phim truyền hình mang tính giải trí cao, câu chuyện hấp dẫn cùng những gương mặt diễn viên được giới trẻ yêu thích. Lần đầu tiên phát sóng trong Trà Chanh trên VTV6. Chương trình giải trí cuối tuần Trà Chanh phát sóng lúc 19 giờ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Và những khó khăn là khiến cho bạn phải già nhanh. Hãy bật TV của bạn lên để cùng tôi xem Trà Chanh, để biết cuộc sống này đang rất khác. Những bước dọc trong người sẽ theo giọt nước trôi qua nhanh. Ấy, trôi qua nhanh 7 ngày và lại một tuần ta làm việc. Cuộc sống cứ diễn ra bận rộn bên những câu chuyện thật náo nhiệt. Tôi sẽ ẩn náu ở một địa chỉ nào đó khỏi cái nóng mùa hè, và cho bạn biết những gì thú vị ở đã ăn chơi các bạn trẻ. Và tôi sẽ ngồi với bạn ta cùng thưởng thức cốc Trà Chanh, kể cho bạn nghe những gì mà người nổi tiếng đang tranh giành. Sống cuộc sống thanh và cải ở những vấn đề tranh và ảnh, tất cả chỉ nằm gọn ở trong một bữa Trà Chanh. Bất cứ lúc nào bất cần một người chuyên cho nhớ đến tôi, mình cùng đi Trà Chanh nhé. Bất cứ lúc nào bất cần một người...